Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tiết Chưa Khay. Bản tin chiều ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Dù giảm trở lại trong tháng 9, giá vàng vẫn có quý tăng thứ 8 liên tiếp. Giá vàng tương lai đã đóng cửa với mức giá thấp hơn trong phiên giao dịch ngày thứ tư, ngày 30 tháng 9, đóng góp vào mức giảm trong tháng 9 do ảnh hưởng từ đồng đô la Mỹ mạnh lên. Tuy nhiên, giá vàng thỏi vẫn tiếp tục tăng trong 8 quý liên tiếp do nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý. Các số liệu thống kê cho thấy quý 3 năm nay là một quý tuyệt vời đối với kim loại, nhưng tháng 9 lại là một tháng tồi tệ. Lãi suất thực tăng nhẹ cũng là lý do làm ảnh hưởng đến giá vàng. Theo Brian Langen, tổng biên tập của Gold Newsletter, xem xét động thái bùng nổ mà vàng đã thể hiện trước đó trong quý 3 lên mức hơn 2.000 đô la Mỹ trên ounce và quay đầu sụt giảm. Trong đó, sự gia tăng nhỏ của lãi suất thực là yếu tố kích hoạt áp lực bán tháo trên thị trường vàng, ông nói với MarketWatch. Theo dữ liệu thị trường Dow Jones, giá vàng đã giảm 4,2% trong tháng 9, nhưng vẫn tăng 5,2% trong quý 3. Trong khi đó, giá bạc giảm gần 18% trong tháng 9, nhưng vẫn tăng 26% trong quý 3. Sự hồi phục của đồng đô la Mỹ được các nhà đầu tư hàng hóa xem là yếu tố khiến việc mua vàng kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài và làm giảm nhu cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng đô la Mỹ đã tăng 1,8% so với tháng 8. Đối với vàng, mua khi có tin đồn và bán khi ra tin, với yếu tố quan sát là cuộc tranh luận tổng thống vừa qua và thị trường cũng đang quan tâm với tiến trình đàm phán các gói kích thích tài khoá. Rona O'Connell, trưởng bộ phận phân tích thị trường MEA và khu vực châu Á tại StoneX cho biết, trong một ghi chú hàng ngày, các nhà phân tích tại General Motors cho biết thị trường vàng và bạc rất cần một gói kích thích để giúp chúng thoát khỏi việc tiếp tục bị bán ra vào đầu tháng. Mặt khác, khả năng nhận được gói kích thích tài khoá đã được cải thiện với một loạt các đợt sa thải dự kiến trong 24 giờ tới của một số doanh nghiệp lớn. Vì điều này có khả năng khiến Quốc hội xem xét lại việc thông qua một gói kích thích tiếp theo nhà phân tích tại General Motors.